Còn đây là hũ kem SoCute, hũ kem dưỡng ban ngày của công ty cổ phần mỹ phẩm Laura Sunshine. Hũ kem này được chiết xuất từ lô hội và dâu tằm, làm cho da mình sẽ trắng mịn nếu như sử dụng hàng ngày nha cả nhà nhé. Tất cả các chị em phụ nữ mình, những ai sử dụng SoCute rồi sẽ cảm nhận được điều đó. Bởi vì sao? SoCute tạo nên một cái lớp trang điểm trắng bề mặt, đặc biệt hơn nữa là khi mà những chị em phụ nữ không có thích make up thì mình chỉ cần đánh một lớp nhẹ kem SoCute lên bề mặt da, giúp cho da trắng hồng tự nhiên, giảm nhăn nè và làm có cái sự đàn hồi cho da, chống thâm nám và đặc biệt hơn nữa là chống nhăn rất tốt. Tất cả các chị em phụ nữ mình lưu ý một chút nha, khi mà sử dụng SoCute kem ban ngày, vì có lớp nền trang điểm nhẹ và hơn nữa là có một lớp dầu trên da của mình để chống lại tia UVB và UVA. Vì vậy tất cả các chị em phụ nữ mình lưu ý nha, khi sử dụng kem SoCute chỉ sử dụng lưu trên bề mặt da của mình 3 đến 5 tiếng đồng hồ mà thôi, và sau đó thì mình phải tẩy đi và sau đó mình mới sử dụng lại thêm một lớp nữa để mà mình chống nắng một cách tuyệt đối nhất nhé.